mô tả nha mọi người. Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Hi Ha đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một clip Minecraft mới của mình. Và trước khi bắt đầu vào video này, các bạn đang kem cái video kiểu như là công chiếu thì đừng quên nhấn vào nút like và nút share để ủng hộ video cho mình. Và đừng quên có bên cạnh một cái nút gọi là nút chuông á, các bạn nhấc luôn cái chuông luôn. Và để cho khi mà mình có ra clip mới, các bạn là người đầu tiên được thông báo, để cho các bạn là người được gọi là xem đầu tiên đó. Ok, bây giờ trời ơi, ngày hôm nay tôi quên, hôm nay là tôi mới xây cái chuồng nữa bạn. Đó, bây giờ phải cho mấy con này ăn, cho tụi nó ăn mấy con heo nè, cho mấy con heo này nó ăn các bạn ơi. Đó, để cho nó sinh sản ra. Ừ, ăn đi mấy con, ăn đi, ăn đi. Ừ, ăn mau, ăn trong lớn rồi sinh sản ra. Đó, đó, tụi nó sẽ hung nhau khi mà tụi nó ăn này xong, mấy con heo nó hung nhau, nó sẽ lai giống ra các bạn. Cù thì hình như nó ăn lúa, đâu ăn cà rốt đâu. Mình sẽ lấy mấy cái lúa này để cho nó ăn các bạn ơi. Đó, ngày nào cũng là nhiều công việc lắm. Ngày nào cũng có việc công việc để như thế này để chúng ta có thể làm việc hết. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy lúa. Rồi, lúa đây mấy con, đó, lúa là tụi nó khoái liền. Rồi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Đó, mấy con cù này nè là mình cho nó phối màu với nhau hết rồi bạn. Có hai con màu đỏ, con màu ba đỏ, ba đỏ, ba hồng, một trắng. Đó. Ôi, tụi bay ăn rồi mà tụi bay đòi hoài vậy. Đó, bây giờ qua bò, tụi bò có ăn không? Bò ăn luôn. Rồi, bò cho bò lấy giống luôn. Mình mới có ba con bò thôi nên không có nhiều cho lắm, nên các bạn thông cảm đi. Rồi, ừ, ăn đi mấy con. Đó, tụi nó đang lai giống nha các bạn. Đó, nó sẽ ra một con đó. Ok, rồi, ok, để lấy này cái nè. Ôi, cái con đó nó vẫn còn lai giống, nó vẫn còn thích 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 á. Rồi, ok, hey, không biết tụi nó đang làm gì ở nhà đi ta. Tức quá luôn á trời. Hồi bữa thằng Nhi Ha nó chơi mình cái con bé xanh kia làm mình thua, mình vẫn còn cay cú thật sự luôn mọi người. Thôi, hôm nay mình phải tìm cái gì đó để phục thù lại mới được. Hi, hello mọi người. Hello mọi người. Hello mọi người. Ủa sao hôm nay tao hủ bị biến thành si tiếp rồi. Tôi đẹp trai không? Hủ sờ tiếp. Hủ đó, ăn chắc chơi ăn ở nghiệp quần rồi. Si quán này là hư kiên nè, bị hư kiên nè. Em chắc chắn luôn, ăn ở sao mà bị ông mua trang, ông may gáp á, ông không cho vô nữa nên mới xài ạc si tiếp á. Đáng đời. Ông phải si đẹp trai không, ông ganh tị nè, ông mới cho gớm mà, thôi. Trời ơi, hồi bữa tôi thua cái thằng Nia, tôi vẫn còn tức vì cái vụ bé san của nó, mọi người nhớ không? Nhớ. Thành phố luôn, mọi người nhớ tụi mình phải sửa lại bực bội ghê vậy á. Ơ giờ tôi có kêu mọi người là về nhà mỗi người á tìm cho mình một con quái vật để hôm nay tụi mình phục thù. Mọi người đã tìm chưa? Có. Nè, tôi với Tàu Hủ tìm được rồi nè. Đây. Ủa, xịn rồi. Xịn. Nhìn xịn đâu. Sao em tìm được cái gì? Em tìm. Không thể bật mí được. Em tìm ra được một con zombie siêu to khổng lồ luôn. Đây. Được. Anh nghe em tưởng em tìm được. Đây chính là một con nhện siêu độc, siêu khổng lồ luôn. Không thấy gì hết trơn. Không thấy gì hết trơn. Đâu? Trời ơi. Chiến này làm Hi Ha nó bị xinh nhẹ cái tuổi luôn á mọi người. Xinh nhẹ cái tuổi là bé Thanh á. Xin kiếm nó kêu chiến thôi. Đây. Đây. Ôi, tụi nó đang lại làm gì vậy? Gì đây? Đây. Hôm nay tôi kiếm bạn nó xin. Ủa, tụi hổ bị cái game gì vậy? Rồi thấy đẹp trai không? Trong môi đen thì nhanh sắc của tôi nên giờ biến tôi xấu trai đen thì vậy. Sao giờ nói sao, có chuyện gì đó đây? Hôm nay tôi qua xin nhẹ cái tuổi của bạn. Bạn dám thách đấu với tụi tôi không? Đúng rồi. Trời. Chờ cái gì? Bạn sợ đúng không? Sợ ơi. Trời, tôi lại sợ mấy bạn chắc. Được rồi, bây giờ bạn muốn solo với lại bé xanh của tôi đúng không? Chứ gì nữa. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy bé xanh virus ra để solo với mấy người, ok chưa? Ok luôn. Rồi ta bé xanh bữa mình để trong cái này nè. Đây. Rồi mình sẽ lấy bé xanh mạnh nhất. Đi đây, bé xanh ác nhất để ra solo với mấy người này. Đi theo tôi. Ok, tôi đã te le cho mọi người vô một cái thế giới gọi là thế giới ảo hư không. Cái chỗ này nó sẽ rất là rộng phải không? Để cho tụi mình solo. Ok chưa? Ok. Rồi, bây giờ từ. Ui. Mọi người nhấc tay. Ok, bé xanh xuất chiến. Dạ đợi mấy bé xanh. Giỡn mặt với bé xanh virus nè. Giỡn mặt với bé xanh virus. Bay lên nhện con của mẹ. Chặn nó đi. Chơi tiệt chiêu rồi bạn ơi, chơi tiệt chiêu rồi. Đơm nó đi, đơm. Tụi nó vẫn còn combat với nhau các bạn ơi. Nó chết rồi. Ui, nhìn kìa. Quánh dở quá. Ui, giỡn mặt hả con. Cố lên bé xanh ơi.
đom nó đi bé Sa, bé Sa của mình chơi chiêu mày nè con, đom nó tiếp đi bé Sa đó, đom nó đi nhỏ nó thôi thôi nha, nhận cái tay nha, rồi xin nhẹ cái tuổi à, xin nhẹ cái tuổi à, đánh đi đánh đi nhảy nữa, gãy gãy, trời trời, bé Sa mình chơi chiêu quá trời luôn nữa bạn ơi. Ồ, quá trời những cái tia lửa luôn. Ồ, đàn em đâu rồi nhỉ? Những cái tia sét laser nè, đó. Rồi, chuyển vô, ừ, chuyển vô con nhện nó, đơm con nhện nó đi. Ừ. Đổ lên nhện ơi. Rồi, chị sẽ cho em ăn con. Nhện đang bị cháy, nhện đang bị cháy. Ôi, mày sao ngu quá vậy? Rồi, nhện ơi, cố lên, gắn lên. Nhện sao ngu dữ vậy nhện? Mày muốn chết được không? Đơm đi, trời ơi. Ôi, nó còn sản sinh ra mấy con nhện con nhỏ 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 ở dưới nữa các bạn ơi. Đậu xanh nó chưa? Rồi, nhện của tôi nè. Nhện mẹ thì phải đẻ nhện con rồi. Nhện mẹ nè, nhện mẹ, đơm nhện mẹ luôn. Chơi nó mạnh vô nhện con. Trời ơi, vẫn đang bị chưởng, vẫn con của bà vẫn đang bị chưởng sờ bà lờ. Ui, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Ôi, đang bị chưởng nè. Ui, các bạn thấy chưa? Ui, mình sẽ cố gắng quay cho các bạn coi từng chi tiết cái trận cơm bát khổng lồ này nha các bạn. Trời ơi, vừa trời mưa mà vừa lửa nữa nè đó. Ui, tiếp tục cái bát. Mình chết nữa rồi, cái đậu xanh. Không, 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 tao chết chứ không phải là bé xanh của tao chết mày ơi. Đậu xanh tao, tao đứng gần quá, nó chơi, tao kiểu tao chết luôn chứ. Rồi, kìa. Đó, mày, đôm, đôm. Đúng rồi, trưởng điện vô. Mày, trời ơi, các bạn, hỏi tụi bay tụi nha với nhà nữa. Trời lắc luôn rồi. Trời ơi, lắc máy quá bà con ơi, lắc quá bà con. Trời ơi, đừng để nó chốt gì vậy chứ. Mày nhìn mấy con nhện của Jimmy ở dưới nó sản sinh ra quá trời nhện khác nữa kìa. Trời nó phun một đống to luôn. Rồi. Yeah! Ok, chưa trời hết hồn nữ thắng rồi chứ mất tiền rồi gái sớm các bạn ơi vậy? Ôi ôi cái gì vậy ôi sao đang chết rồi cái đậu xanh luôn rồi trời các bạn ơi cái trận đấu này cũng vẫn còn tiếp tục nè các bạn. Ủa cái con nhện của Jimmy đâu mất tiêu rồi. Ủa nhện đâu bé nhện rồi bé nhện đáng yêu cu te của Jimmy đâu. Ôi các bạn thấy không trời nó phá hủy hết cái vùng đất luôn. Ông bị lắc thôi lại gần là sẽ thấy. Đúng rồi, lại gần sẽ thấy thôi. Đúng rồi. Ôi, xuất hiện. Trời mày coi nhện kìa, mày coi đèn nhện con kìa. Ui ui. Nó đẻ sinh sôi rồi. Trời nó lắc kìa, nó lắc kìa các bạn ơi, mình cũng sẽ cố gắng quay cái tường thật trận đấu này cho các bạn coi nha. Trời ơi, đậu xanh nó lắc. Lắc máy mình luôn mẹ rồi. Các bạn nhớ là click vô quảng cáo để mình có tiền mua máy mới nha. Thiệt luôn á, cho tiền mình mua máy nha các bạn ơi, máy mình banh luôn rồi. Ui rồi, ui 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 vẫn còn nhện con đâu rồi, nhỏ nó đâu rồi, vẫn còn một con nhện con, vẫn còn một con nhện con, vẫn còn một con nhện con, còn con nhện ở đây còn dưới trong này còn con nhện con nữa nè. End game con ơi, con ơi sao đứng dưới đây vậy, lên đơm trời đơm luôn, đơm luôn, đơm luôn rồi, cái đậu xanh nó đơm mình luôn. Ok các bạn ơi, trận đấu vừa rồi là mình đã thắng Jimmy rồi, bây giờ là tới người tiếp theo, con quái vật tiếp theo liệu ai là người xứng ra đây xứng đấu với tôi tiếp. Lên đi rồi, thôi. Giờ tới tôi nè. Rồi đây đây. Lại là giỡn thôi, bây giờ là làm thiệt. Đây, nè, nè, sức mạnh nè. Đâu? Lên. Lên đi con. Đâu? Sao con của chị ngu vậy? Đâu rồi đó mạnh lắm á. Ngu dễ sợ luôn. Ok, bé San xuất chiến đi. Mày láo. Ủa, giờ đó đâu? Ủa nó đâu rồi? Con có chút ép thì nó nhỏ xíu à. Ủa? Con kiwi đâu? Mạnh mẽ của tôi đâu rồi? Ủa mà biết sát làm gì vậy? Con kiwi đâu? Nổ banh cho anh nó chết luôn rồi. Ủa con kiwi đâu? Chết con rồi. Con kiwi đâu? Ủa chết rồi. Ủa sao thế? Ủa chết rồi. Đâu tôi chấp bà đặt lại đó, tôi chấp bà đặt lại luôn đó kiwi. Đặt lại luôn kiwi sợ gì? Bingo. Sợ. Một lần nữa. Cái con nó bị lỗi. Đâu, ở đây. Mù mắt thiệt rồi mày, mọi người. Trời ơi, kêu bắt đi kìa, quá trời mạnh quá. Trời, cái này còn nhanh hơn cả Jimmy nữa mày ơi. Bây giờ em sẽ thay mặt kêu bì, okay. Chị anh.
Ok, giờ thay mặt Kiwi, đâu con của em là con gì? Em là con Zombie. Zombie khổng lồ đó. Đâu, lẹ đi. Đốm nó đi, Mason. Mason ơi, đốm nó. Holy shit. Oh shit. Cái gì tụi mày ơi. Cái định mà chết nó luôn. Ôi tôi vẫn chết. Á đù. Lắc. Ôi giời. Chạy ra xa xíu. Mày ơi. Trời ơi. Sao mình chết vậy? Trời ơi, con này nguy hiểm. Có Zombie vẫn còn, Zombie vẫn còn. Trời ơi. Hay quá Zombie ơi. Cái chiêu điện của nó kìa. Cái chiêu sáng sáng của nó kìa. Mấy Zombie ơi. Trời ơi, nó giết thằng chủ luôn rồi. Nó giết tụi mình hoài luôn rồi các bạn ơi. Ui. Bé sai vẫn còn. Cái định mệt mày. Trời ơi. Cái định mệnh. Trời ơi mất máu quá trời ơi. Ủa Zombie em đâu vậy? Ui. Em không biết nó đâu. Chết rồi. Ngoài giữa khán đài. Chưa chết. Ủa sao thấy tôi thấy nó động thời gian rồi. Rồi. Tôi nghi rồi đó. Tôi nghi cái con của sầu riêng là bị lên dĩa rồi đó. Mày cái giết tao hoài vậy? Nó là chết rồi. Wow. Cố lên con ơi. Ôi nó vẫn còn chặt kìa, nó vẫn chặt kìa. Chặt gì? Nó chặt gì vậy? Chặt xét nó luôn con ơi. Ủa bé xanh tôi còn sống không? Để check cái đã. Chết rồi. Chết rồi. Ủa bé xanh rồi. Rồi, bé xanh chết rồi. Ủa bé xanh còn không? Chỉ đến đó mà thôi. Bé xanh của mình đâu mấy bạn ơi? Bé xanh đi muội. Bé xanh của mình đâu rồi? Ao. Trời ơi, game lắc quá, ao game luôn rồi. Ủa, vô lý gì nè. Không thể nào được. Bé xanh không thể nào thua như vậy được. Hãy chấp nhận số phận đi. Bé xanh. Bé xanh nữa luôn. Không phục. Đặt lại coi. Ây trời, định mệnh nó chưa, mình chưa kịp đặt nó chết rồi. Trời ơi, sức mạnh của Zombie chưa. Quá yếu, quá yếu, quá thôi. Đây, combat lại đây. À, hình như bé xanh đã chết thiệt rồi tụi bay ơi. Trời ơi bé San, em phải giết nó chứ, thì sao nó để giết em như vậy được, không chịu được. Trời ơi San virus. San Ero chứ nhầm. Trời ơi, cố lên. Ủa San virus chứ nhầm. Còn nó là Zombie tăng tăng. Rút luôn. Ôi giời đứng luôn. Giời trời ơi, trời ơi. Chết đi. Chưa chết, không thể chết được. Chết rồi, nhìn này cũng chết rồi. Thôi thì chúng ta không còn cái gì. Trời, còn bé San nó còn chơi đánh lén nữa, từ sau lưng rồi. Đúng rồi, chơi Zombie. Rồi Zombie, thi giọt rồi. À chưa. Zombie bị lắc, nó xa không thấy rồi. Nó lại luôn đi. Nó lại gần thì nó chết rồi. Trời ơi, quay mặt lại đánh nó một cái vô chết luôn. Trời xa lắm luôn á. Mình xa vãi luôn á, mình bay ra xa mà mình nó vẫn đánh được luôn mấy bạn. Trời ơi, lấy con kia ngủ nó vậy trời. Có lần như mày ơi. Cố lên bé xanh ơi á. Trời ơi, cái khẩu vũ sai bên rồi. Ôi. Nó thầu đi luôn á trời. Bé xanh vẫn đang đơm. Bé xanh vẫn đang đơm. Quay đầu quýnh bé xanh đi, đã vỡ cho chết luôn. Sao mà chết được. Đầu đó. Cho nó về đến đất mẹ. Rồi xong. Cái gì em ơi? Cái định mệnh. Chết luôn, quýnh nó đi. Thôi bé xanh rồi. À đây bé xanh ở dưới. Chơi nhưng mà chơi nhấp. Bé xanh ở dưới. Mất tẻ hay vậy? Trời ơi. Bé xanh chơi hèn ngại được hết rồi. Mất cái bắn đầu rồi. Đâu vẫn còn kìa mày, vẫn còn đánh nha mày. Vẫn còn, ở dưới nha mày, chưa chết nha mày. Nó chỉ có cái là ngoài lúc lại gần là chết rồi, khó chịu thiệt. Những cái xung quanh nó một lớp tàn hình, một laser hay cái gì á. Cái lại đụng là chết. Ổng rồi. Được rồi ơi, thắng nhanh đi em ơi. Sao thắng được. Dạ ghê, ôi nãy thắng rồi mà hết con mà. Trời ơi. Con này là thân hai bé xanh. Ủa con này bất tử hay sao á, nó chết xong cái nó hồi sinh nữa, chết xong hồi sinh. Định mệnh dù đai hoài luôn kìa. Tụi bay có bị chết không? Chết hoài luôn, chết. Tôi nó tàn xa luôn. Trời ơi. Mà đứng ở xa không thấy được, phải là không thấy được. Rồi, hình như bé xanh chết luôn rồi, thấy gì á bạn ơi. Rồi, ok. Toàn của tôi là đánh bại con Kiwi với lại gần. Nói chung là đánh Zombie mà đánh thắng hơi hên xíu thôi. Ôi, làm sao sẽ phục. Nói chung là ôi, ổng một thủ gì hết đó chán. Thua em đi. Con của mày chơi mất dạy, chơi giết người không à. Bực bội. Nó trời, nó đang gọi đẳng cấp. Ok các bạn ơi, các bạn cũng thấy được là sự sức mạnh rồi. Ôi đồ, chạy tụi ơi. Ok. Hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo.